Chính phủ Myanmar sửa đổi luật phát thanh và truyền hình để kìm kẹp tự do ngôn luận. Bắc Ireland, xe buýt bị cướp và phóng hỏa. Thủ tướng Iraq nói đã biết ai muốn ám sát ông. Thống đốc Đảng Dân Chủ, người thúc đẩy ông Trump công khai bản khai thuế, trốn nộp thuế thu nhập trong nhiều năm. Ngôi trường Trung Quốc bị chỉ trích vì phân loại học sinh theo địa vị bố mẹ. Trung Quốc, sở thú gây phẫn nộ vì cho khỉ hút thuốc. Tai nạn ô tô liên hoàn ở Thiểm Tây và Nội Mông. Sương mù và không khí lạnh liên tục ập đến, người dân Trung Quốc kêu than. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin Thế giới tối ngày 8 tháng 11 của DKN TV. Thưa quý vị, tờ UCA News đưa tin, ngày 1 tháng 11, ông Min Aung Hlaing, người đứng đầu quân đội Myanmar đã sửa đổi luật truyền hình và phát thanh của đất nước, đưa thêm các hình phạt cứng rắn đối với những người vi phạm. Theo luật mới, các vi phạm như phát sóng mà không có giấy phép sẽ bị gia tăng thời gian ngồi tù. Điều luật ban đầu được ban hành dưới thời chính phủ bán dân sự vào năm 2015. Luật này chỉ áp dụng đối với các đài phát thanh và truyền hình, tuy nhiên bản sửa đổi mới đã bao gồm bất kỳ công nghệ nào khác được sử dụng để truy cập các chương trình phát thanh và truyền hình của Myanmar. Theo Tổ chức Tự do Biểu đạt Myanmar, Free Expression Myanmar, trên thực tế, luật phát thanh truyền hình hiện tại cũng áp dụng cho Internet bao gồm YouTube, Facebook, TikTok, các trang web truyền thông và các nền tảng khác được sử dụng để xuất bản video, podcast và các phiên bản kỹ thuật số tương tự của truyền hình và phát thanh. Tổ chức này cho biết thêm, việc sửa đổi luật phát thanh truyền hình đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do truyền thông được bảo vệ theo luật quốc tế tại Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chính quyền quân sự đã đàn áp báo chí sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và buộc tội một số nhà báo về tội phỉ báng và liên kết bất hợp pháp. Quân đội cũng thu hồi giấy phép của các hãng truyền thông tư nhân. Cuộc đàn áp đã buộc một số hãng tin phải thay đổi hoạt động hàng ngày của mình. Farhan Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, các mối đe dọa bạo lực và tấn công nhằm vào các nhà báo ở Myanmar đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi bao trùm với các chuyên gia truyền thông, cản trở việc lưu thông tự do thông tin, quan điểm và ý tưởng của tất cả mọi người. Kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2, ít nhất 126 nhà báo đã bị bắt và 47 người vẫn bị giam giữ. Các hãng tin tức cũng đang chịu áp lực, 20 hãng tin độc lập tạm ngừng hoạt động. Các cuộc đột kích đã được thực hiện nhắm vào 9 công ty truyền thông. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Myanmar xếp thứ 140 trong số 180 quốc gia và khu vực về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021. Myanmar có nguy cơ rơi vào tình trạng ngoài tầm kiểm soát sau khi quân đội nắm chính quyền, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và dẫn đến việc thành lập các nhóm dân quân địa phương chống lại sự cai trị của quân đội. Hơn 1.200 người đã thiệt mạng và ít nhất 9.000 người đã bị quân đội chính phủ bắt giữ kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Thưa quý vị, cảnh sát cho biết một chiếc xe buýt ở Newtownabbey, ngoại ô Belfast, Bắc Ireland đã bị phá hủy sau khi bị cướp và phóng hỏa. Tối Chủ nhật, cảnh sát địa phương nói rằng 4 người đàn ông đã cướp xe buýt và ra lệnh cho hành khách chạy xuống trước khi họ châm lửa đốt xe. Theo thông báo của cảnh sát địa phương, đường Church, nơi xảy ra vụ cướp xe phóng hỏa, đã được phong tỏa. Cảnh sát yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Công ty điều hành xe buýt Translink cho biết, tài xế của chiếc xe gặp nạn và số ít hành khách đã xuống xe an toàn trước khi chiếc xe bị phóng hỏa. Công ty cho biết trong một tuyên bố, tài xế của chúng tôi bị chấn động mạnh và hiện đang được các đồng nghiệp hỗ trợ. Tuyên bố cho biết thêm, chúng tôi rất thất vọng về cuộc tấn công đáng sợ nhằm vào nhân viên của chúng tôi và các dịch vụ giao thông công cộng trong khu vực. Chúng tôi hết sức lên án hành vi này và sẽ hợp tác chặt chẽ với Sở Cảnh sát Bắc Ireland để điều tra vụ việc. Đây là lần thứ hai trong những tuần gần đây, một chiếc xe buýt bị cướp và phóng hỏa ở Bắc Ireland. Hãng tin Reuters đưa tin, một vụ việc tương tự xảy ra vào tuần trước dường như gắn liền với các vấn đề hậu Brexit. Người đứng đầu Đảng Liên minh Dân chủ Jeffrey Donaldson cho biết, hành vi phạm tội như vậy có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng và chỉ gây hại cho người dân và cộng đồng địa phương. Cuộc tấn công xe buýt diễn ra vài tuần sau khi ông Donaldson cảnh báo ông sẽ rút đảng của mình khỏi chính phủ cộng đồng chéo của Bắc Ireland trừ khi Anh giành được những nhượng bộ quan trọng từ Liên minh châu Âu về các giao thức thương mại tại các cảng của Bắc Ireland. Thưa quý vị, Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi nói đã biết ai muốn ám sát mình sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào dinh thự của ông. Liên Hợp Quốc và các nước đã lên án vụ việc này. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Mustafa nói ngày 7 tháng 11. Chúng tôi sẽ truy đuổi những kẻ thực hiện tội ác ngày hôm qua. Chúng tôi biết chúng và sẽ vạch trần chúng. Theo Bộ Nội vụ Iraq, có tổng cộng 3 máy bay không người lái tham gia vụ tấn công ở Baghdad,
trong đó hai chiếc bị lực lượng an ninh bắn hạ và chiếc thứ ba đâm trúng dinh thự của thủ tướng. Vụ việc khiến 6 người bị thương, còn ông Mustafa may mắn thoát nạn. Các lực lượng an ninh Iraq cho biết họ tìm thấy hai vật thể chưa phát nổ tại dinh thự của ông Mustafa. Vụ tấn công xảy ra ở vùng xanh, khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, là nơi đặt các tòa nhà chính phủ, đại sứ quán nước ngoài. Sau vụ việc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích ý đồ ám sát nhà lãnh đạo Iraq nhưng cũng kêu gọi nước này kiềm chế bạo lực. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mustafa để bày tỏ chia sẻ và ủng hộ chính quyền dân cử ở Iraq. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại thủ đô Baghdad nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội ngày 10 tháng 10 vừa qua ở nước này đã biến thành bạo loạn. Thủ tướng Mustafa sau đó đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế. Thưa quý vị, ông Jared Polis, thống đốc Đảng Dân Chủ của bang Colorado, một trong những chính trị gia giàu nhất nước Mỹ, là người đã trốn nộp thuế thu nhập trong nhiều năm. Điều đáng nói là ông đã từng kiên quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump cần phải công bố các bản khai thuế của mình. Kênh thông tin ProPublica đã đăng một bản tin vào thứ Năm ngày 4 tháng 11 để nêu bật hành vi đạo đức giả của một số chính trị gia Hoa Kỳ giàu có. Trong cuộc biểu tình ở Denver vào năm 2017, ông Polis cảnh báo đám đông rằng ông Trump có thể che giấu điều gì đó. Ông thậm chí đã cố gắng thông qua một nghị quyết để buộc cựu Tổng thống phải tiết lộ tình hình tài chính của mình. Nhưng vào năm sau, mọi thứ đã thay đổi khi ông Polis khởi động chiến dịch tranh cử thống đốc ở tiểu bang Colorado. Khi đối đầu với ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử ghế thống đốc tiểu bang, ông Polis, một trong những chính trị gia giàu nhất nước Mỹ, đã quyết định không công khai bản khai thuế của mình. Tờ ProPublica đưa tin, mặc dù giá trị tài sản ròng ước tính lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ, ông Polis đã không nộp thuế thu nhập liên bang trong các năm 2013, 2014 và 2015. Từ năm 2010 đến năm 2018, tỷ lệ nộp thuế tổng thể của ông này chỉ là 8,2%, chưa bằng một nửa so với mức 19% mà một người lao động với thu nhập 45.000 đô la Mỹ phải đóng vào năm 2018. Những tiết lộ về ông Polis nằm trong kho thông tin về thuế do ProPublica thu thập được, bao gồm thông tin thuế của hàng nghìn người giàu có nhất nước Mỹ. Thống đốc Colorado là một trong số các chính trị gia siêu giàu. Số liệu cho thấy ông đã nộp ít hoặc không đóng thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm. Báo cáo về các tài liệu thuế của ông Polis có thể là một vấn đề quan trọng đối với cử tri của Colorado khi ông này dự định sẽ tái tranh cử vào năm tới. Ông Polis đã nhiệt tình phản đối việc quan chức nhà nước che giấu thông tin liên quan đến tình trạng thuế của họ. Hãng AP đưa tin rằng, khi còn ở Quốc hội, ông Polis là thành viên Đảng Dân Chủ giàu có nhất trong Hạ viện, với tài sản ước tính 313 triệu đô la Mỹ vào năm 2018. Ông cập bến văn phòng thống đốc vào năm 2019, khi mới 43 tuổi. Một trong những công cụ để ông Polis làm đẹp hồ sơ của mình là hoạt động từ thiện. Các khoản đóng góp hào phóng cho các tổ chức từ thiện của ông đã trở thành chủ đề của cuộc tranh cử vào Quốc hội năm 2008 và cuộc tranh cử cho chức thống đốc tiểu bang của Colorado vào năm 2018. Hoạt động từ thiện cũng giúp giữ cho mức thuế của thống đốc, tỷ phú ở mức thấp đáng khen tị. Trong nhiều năm, các khoản khấu trừ cho hoạt động từ thiện mà ông tuyên bố đủ lớn để xóa thuế cho một nửa thu nhập của ông. Về bản chất, hoạt động từ thiện cho phép ông Polis thu về một số tiền mà đáng lẽ phải trả vào kho bạc nhà nước để làm từ thiện và thực hiện những mục đích do chính ông lựa chọn. Thưa quý vị, một trường tiểu học Trung Quốc đã bị chỉ trích vì lập một bản danh sách phân loại học sinh với những hạng mục như con nhà quan chức hoặc con nhà doanh nhân. SCMP đưa tin, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bị khiển trách, còn cấp phó của ông bị cảnh cáo sau khi trường này phân loại học sinh dựa vào địa vị của phụ huynh các em. Cụ thể, trong tuần trước, một tờ biểu mẫu thống kê hoàn cảnh học sinh trường Nguyên Bình đã bị tung lên mạng Internet. Trong biểu mẫu này, các học sinh được chia ra các hạng mục nhỏ như con nhà lãnh đạo, con nhà quan chức quyền lực, con nhà doanh nhân, con nhà cha mẹ đơn thân và con nhà cha mẹ có hồ sơ phạm tội. Ngoài ra, bản thống kê còn có các hạng mục như học sinh đang hẹn hò và học sinh có cha mẹ là tín đồ tôn giáo. Các biểu mẫu đã bị lộ ra dành cho học sinh lớp 3 tại trường. Dư luận Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hành động này của trường Nguyên Bình, cho rằng việc phân loại học sinh theo địa vị của cha mẹ không chỉ xâm phạm bí mật thông tin gia đình học sinh mà còn có thể ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ nhỏ. Nhiều người cho rằng, ngay cả khi giáo viên không đối xử khác biệt với học sinh dựa vào địa vị của bố mẹ, việc thu thập thông tin như thế này được cho là tạo ra thứ bậc và không phải là cách giáo dục khoa học. Trong khi đó, theo cơ quan giáo dục địa phương, trước đó họ đã yêu cầu các trường học kiểm tra lại nền tảng của các gia đình để hỗ trợ những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trường tiểu học Nguyên Bình đã hiểu sai chỉ thị của cấp trên và dẫn tới sự việc này.
Mặc dù cơ quan giáo dục địa phương đã lên tiếng giải thích, nhưng để xem xét tình huống này cũng không thể tách khỏi hoàn cảnh tại Trung Quốc đại lục, nơi mà con cái của quan chức và những người có quyền lực chắc chắn được đối xử khác với con cái của dân thường. Ngoài ra, đối với hạng mục học sinh có cha mẹ là tín đồ tôn giáo, những trẻ em này cũng bị đối xử khác. Bởi vì tôn thờ vô thần luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng biện pháp tẩy não học sinh như một vũ khí để đàn áp tín ngưỡng tâm linh. Các quan chức thành phố Hà Trạch lập luận rằng trẻ em ngây thơ, chưa hình thành suy nghĩ của riêng mình. Vì vậy, chúng phải được dạy yêu đảng ngay từ khi còn nhỏ. Quan chức này nói, nếu chúng được giáo dục theo cách này, chúng sẽ có thể phục vụ đất nước khi lớn lên. Theo tạp chí về tự do tôn giáo Bitter Winter, nhằm kích động lòng thù hận tôn giáo, các trường học ở Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp do nhà nước chỉ định để đe dọa học sinh rằng cha mẹ và người thân của chúng sẽ bị giam giữ nếu đến thăm nhà thờ hoặc các địa điểm tôn giáo. Trẻ em cũng bị nhà trường ép buộc phải khai báo về đức tin của cha mẹ. Trong một số trường hợp, những đứa trẻ này bị đuổi học nếu người nhà bị phát hiện là người có tín ngưỡng tôn giáo. Ví dụ, theo ghi nhận của mạng Minh Huệ, ngày 6 tháng 9 năm 2020, một cậu bé 4 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc đã bị cấm đến trường dù cho gia đình đã trả đầy đủ học phí. Lý do khiến cậu bé bị đuổi học là mẹ và bà của cậu là người tu luyện Pháp Luân Công và không chịu từ bỏ đức tin của mình theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, một sở thú ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã phải gỡ video quay cảnh một con khỉ đang hút thuốc sau khi hình ảnh này gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Đầu tuần trước, sở thú ở thành phố Hành Thủy đăng trên mạng xã hội một video quay cảnh một con khỉ mặc áo chui đầu, ngồi trên ghế gỗ và ngậm điếu thuốc cháy dở, mắt liên tục nhấp nháy. Một nữ nhân viên sở thú bước đến, lấy điếu thuốc đi và con khỉ rụi mắt, ngã vật xuống nền nhà. Nhân viên sau đó phủ chiếc chăn mỏng lên nó và nói rằng hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe. Cuối video, nhân viên sở thú thưởng cho con khỉ một đĩa hải sản cho màn trình diễn. Video lập tức gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Một người bình luận trên mạng xã hội, nó ngã ngửa như kiểu bị chóng mặt và mệt. Một người khác thì viết, một sở thú lẽ ra nên biết điều gì là tốt thay vì hành động này. Họ phải quan tâm đến động vật. Phản ứng dữ dội của cư dân mạng đã buộc ban quản lý sở thú phải gỡ video và lên tiếng bảo vệ hành động của họ. Theo ban quản lý, họ chỉ để con khỉ giả vờ hút thuốc để truyền tải thông điệp người dân không nên hút thuốc lá, nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời khẳng định khỉ nuôi nhốt thường không hút thuốc. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng lời giải thích này không thể chấp nhận được. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, động vật tiếp xúc với khói thuốc lá có nguy cơ mắc các bệnh như viêm phổi, các vấn đề về mắt, bệnh tim và ung thư. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi tuyết rơi, các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Vào ngày 6 tháng 11, 19 phương tiện giao thông đã va chạm trên một cây cầu ở khu công nghệ cao Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Cùng ngày, một vụ va chạm nhiều ô tô đã xảy ra trên đường cao tốc Vinh Ô, thành phố Ô Hải, Nội Mông. Truyền thông đại lục đưa tin, vào lúc 10 giờ ngày 6 tháng 11, 19 phương tiện giao thông đã va chạm với nhau trên một cây cầu gần bệnh viện số 1, khu công nghệ cao Du Lâm. Do đường trơn trượt trong thời tiết tuyết rơi nên một số tài xế đã thiếu khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp, tạm thời chưa có thương vong về người. Hơn 7 giờ cùng ngày, một vụ va chạm liên hoàn cũng đã xảy ra tại km 1742 trên đường cao tốc Vinh Ô, thành phố Ô Hải, Nội Mông, khiến người dân bị mắc kẹt. Đài Thanh Phong Hiệp đưa tin, thống kê chính thức cho biết vụ va chạm đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Epoch Times đưa tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tuyết rơi dày đặc đã xảy ra ở nhiều nơi ở Nội Mông. Đài quan sát khí tượng Nội Mông đã liên tiếp phát đi các tín hiệu cảnh báo bão tuyết và đường đóng băng. Thưa quý vị, gần đây, các khu vực phía đông của Trung Quốc liên tục xuất hiện sương mù. 29 thành phố đã đưa ra cảnh báo thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài ra, đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa thu cũng đang càn quét Trung Quốc. Ở nhiều nơi, nhiệt độ giảm mạnh chỉ trong một đêm, bão tuyết ập đến. Nhiều khu dân cư ở các vùng nông thôn gặp khó khăn trong việc sưởi ấm, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bắt đầu từ khoảng ngày 2 tháng 11, ô nhiễm không khí nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực miền Trung và miền Đông của Trung Quốc. Tính đến sáng ngày 5 tháng 11, tổng cộng 85 thành phố ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các khu vực lân cận, đồng bằng Phần Vị và các vùng khác đã phải hứng chịu ô nhiễm bụi mịn PM2.5. Trong đó, 29 thành phố đã đưa ra cảnh báo về thời tiết ô nhiễm nghiêm trọng. Vào ngày 6 tháng 11, quận Phong Sơn và Thông Châu ở Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo màu vàng đối với sương mù dày đặc. Còn ở thành phố Đan Đông và tỉnh Liêu Ninh thì đưa ra cảnh báo màu đỏ đối với hiện tượng này. Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thời tiết sương mù trên diện rộng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục trong nhiều năm nay. Đầu năm 2018, Đại học Trung Văn Hương Cảng đã thực hiện một nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí gây ra ít nhất 1,1 triệu ca tử vong sớm ở đại lục mỗi năm.
nhà văn Đàm Tác Nhân ở Thứ Xuyên từng nói rằng Trung Quốc là quốc gia mắc bệnh ung thư lớn nhất. Đó là hậu quả của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn phá môi trường và theo đuổi phát triển kinh tế một chiều trong những thập kỷ gần đây. Ông Lý Hồng Khoan, cựu tổng biên tập tạp chí điện tử Mỹ Great Reference, cũng chỉ ra rằng hệ thống chính trị không có sự giám sát dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nguyên nhân sâu xa khiến môi trường của Trung Quốc bị hủy hoại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh đổi lợi ích kinh tế với việc làm tổn hại sức khỏe của người dân, gây ô nhiễm và phá hủy môi trường sinh thái. Tuy nhiên, người dân không có cách nào để giám sát đảng. Ngày 7 tháng 11, các phương tiện truyền thông đại lục đưa tin, bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh, nhiều nơi trên cả nước đã xảy ra hiện tượng một đêm chuyển sang đông, kèm theo bão tuyết. Trong đó, nhiệt độ ở Hồi Hột, thủ phủ khu tự trị Nội Mông Cổ, giảm mạnh từ nhiệt độ cao nhất gần 16 độ C xuống còn âm 6 độ C, tức là giảm hơn 22 độ. Tuyết rơi mạnh xảy ra ở Nội Mông, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Thiểm Tây và những nơi khác. Bão tuyết cực lớn đã xảy ra một số khu vực. Gió giật tại một số địa điểm nhất định ở miền Trung và Tây Hà Nam cao tới cấp 11 đến cấp 13. Anh Trần, một người dân Hà Bắc cho biết, nhiệt độ xuống phải chừng 10 độ. Đêm qua trời mưa, dự báo thời tiết báo có mưa nhẹ nhưng hóa ra là mưa trung bình. Trời bắt đầu có tuyết vào lúc 1 giờ sáng và xảy ra cho đến bây giờ. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm. Ông Trần, một người dân nông thôn ở Hà Bắc cho biết, từ năm ngoái, địa phương đã cấm đốt than và chuyển sang dùng khí đốt tự nhiên, nhưng khí đốt tự nhiên rất đắt. Các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn không thể sử dụng được. Một số người già vẫn có thể đốt than, nhưng giá than năm nay lại cao. Ông Trần nói, tôi không biết mùa đông năm nay sẽ thế nào. Khí đốt tự nhiên không đốt nổi, rất tốn kém. Đối với người dân bình thường, kiếm tiền ngày càng không dễ, đặc biệt là người dân nông thôn. Thông tin cho thấy, mùa đông tại tỉnh Hà Bắc có khí hậu lạnh giá, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía Bắc có thể xuống tới âm 2,3 độ C, khu vực phía Nam về cơ bản dưới 0 độ C. Nếu không giữ ấm được, người dân sẽ phải hứng chịu cái lạnh giá của mùa đông. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin Thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.